gian cảnh lừa bán thuốc quý giả để chiếm đoạt tiền gây xôn xao dư luận, một nhóm đối tượng từ thành phố Hồ Chí Minh đến Đắk Lắk vừa bị công an thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk truy bắt. Một tháng trước, bà Phạm Thị Dung, 65 tuổi ở phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, đến công an phường Tân Thành trình báo về việc bị nhóm đối tượng thôi miên lừa bán thuốc giả chiếm đoạt 9,9 triệu đồng. Theo kết quả điều tra ban đầu, do cần tiền tiêu xài, thu nảy sinh ý định lừa bán thuốc chữa bệnh là thuốc giả và rủ vinh anh và oanh cùng tham gia để thực hiện ý đồ thu phân công vinh giả làm bác sĩ đứng ở khu vực gần nơi thu tiếp nhận người mua thuốc Kỳ anh hỗ trợ đưa thông tin gian dối đây là thuốc quý người nhà đã mua uống và lanh bệnh để tạo lòng tin cho người bị hại còn oanh đứng từ xa cảnh giới Sáng 28 tháng 7, nhóm đã đến gã tư đường Mai Hắc Đế, Giải Phóng, phường Tân Thành, tiếp cận bà Dung và gian cảnh lừa bán thuốc giả, chiếm đoạt 9 triệu 900 ngàn đồng. Làm việc với công an, nhóm còn khai nhận đã thực hiện trót lọt 4 vụ lừa đảo khác ở tỉnh Đắk Lắc với cùng thủ đoạn.